Hello mọi người, không biết các bạn nào đang sử dụng iPhone mà gặp những cái tình trạng như là đang đi ngoài trời nắng gắt, đeo khẩu trang, không có dùng Face ID để mở khóa điện thoại được. Hoặc là đang đi ngoài trời mưa mà màn hình bị dính nước tùm lum nên là các bạn cũng không có bấm mật khẩu được luôn. Thì các bạn sẽ gặp những cái tình trạng đó chỉ vì các bạn không biết đến cái tính năng mà dùng Apple Watch để mà mở khóa iPhone. Wow. Thì ngoài ra Apple Watch cũng sẽ dùng để mở khóa cho MacBook được luôn. Và cái tính năng này chỉ dành cho các bạn mà đang sử dụng Apple Watch thôi nha. Và ok, để làm như thế nào thì phải coi video này mới biết nha. Bắt đầu video. Trước hết, để mà thực hiện được cái tính năng này thì các bạn cũng phải đảm bảo là đồng hồ của bạn đã được cập nhật lên phiên bản watchOS 7.4 beta, trong khi đó thì điện thoại thì phải là phiên bản 14.5 beta trở lên. Nhưng mà mình chắc là tới thời điểm này thì bạn nào cũng đã cập nhật qua những cái phiên bản này rồi, thậm chí là các phiên bản cao hơn nữa. Thì tại vì gần đây thì Apple đã cho ra mắt phiên bản watchOS 8.6 và iOS 15.5. Về watchOS 8.6 thì tụi mình cũng đã có làm video hướng dẫn cách cập nhật cũng như là những cái tính năng mới được cập nhật trên phiên bản này. Thì nếu mà các bạn muốn xem thì các bạn có thể vào kênh của tụi mình để xem nha. Và như các bạn đã thấy ở đây thì hiện tại điện thoại của mình đã được cập nhật lên phiên bản là 15.4.1, còn đồng hồ đã được cập nhật lên phiên bản watchOS 8.6 rồi. Và đồng hồ mà mình đang sử dụng hiện tại là Apple Watch SE, và mình nghĩ với cái tính năng này thì tất cả các dòng series từ series 3 trở lên đều có thể thực hiện được nha. Rồi, quay lại với cái tính năng dùng Apple Watch để mà mở khóa iPhone, thì đầu tiên để mà cài đặt được cái tính năng này thì các bạn sẽ vào phần cài đặt trong điện thoại nha. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống tìm phần Face ID và mật mã. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào. Ở đây thì người ta sẽ yêu cầu các bạn nhập mật mã của điện thoại các bạn vào, thì các bạn chỉ cần nhập là ok. Đó, sau khi vào ở đây rồi các bạn sẽ kéo xuống cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ thấy một cái mục gọi là mở khóa bằng Apple Watch. Hiện tại thì mình đang kết nối điện thoại của mình với hai chiếc Apple Watch, đó là Apple Watch Series 3 và chiếc Apple Watch SE. Thì hiện tại trên tay mình là Apple Watch SE nên là mình sẽ mở cái công tắc của Apple Watch SE lên nha. Ok, các bạn chỉ cần gạt cái công tắc này lên và các bạn nhấn vào cái nút bật ở đây nha. Thì sau khi mà các bạn nhấn vào á thì điện thoại sẽ yêu cầu mật mã trên Apple Watch. Các bạn sẽ bấm vào nút mở. Ở đây thì điện thoại sẽ tự động vào cái phần watch và vào phần bật mật mã, nên các bạn sẽ nhấn vào cái phần bật mật mã ở đây nha. Và khi mà các bạn qua đồng hồ thì bạn hãy đặt một cái mật mã cho bản thân mình. Thì ở đây mình sẽ đặt 1906. Các bạn sẽ nhập lại cái số hồi nãy. Ok, vậy là các bạn đã đặt thành công cái mật mã cho đồng hồ của mình. Sau khi mà các bạn đã đặt mật khẩu cho đồng hồ của mình thì các bạn sẽ vào lại điện thoại. Và ở đây các bạn lại bật công tắc lên một lần nữa giúp mình nha. Đó, ok, và các bạn đã đặt thành công rồi. Bây giờ tụi mình sẽ vào thử xem là cái tính năng này nó có ok hay không nha. Đây, thì bây giờ mình đang đeo khẩu trang nè. Mình sẽ thử khóa màn hình lại để xem là có dùng Apple Watch để mà mở lên được hay không nha. Đó, mình đã khóa lại rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ thử lại xem một lần nữa có được không nha. Đó, điện thoại đã tự lên rồi nè. Thì khi mà điện thoại lên rồi thì đồng hồ sẽ hiện lên một cái dòng gọi là khóa iPhone. Thì cái dòng này để làm gì? Để khi mà điện thoại lên mà các bạn không phải là người nắm cái điện thoại á, để mà người ta không có thể sử dụng điện thoại bạn được, thì đồng hồ sẽ hiện lên để báo cho bạn biết, và các bạn sẽ bấm vào khóa iPhone để mà điện thoại có thể khóa lại và người ta không có sử dụng được. Đó là sử dụng Apple Watch để mà mở khóa iPhone. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng Apple Watch để mà mở khóa MacBook nha. Thì để mà mở khóa, các bạn sẽ vào phần cài đặt. Đây là System Preference nè, các bạn nhấn vào giúp mình. Thì trong này nó sẽ có những cái phần như là General này kia, các bạn không cần quan tâm. Thì ở trong phần General, các bạn sẽ thấy ở dưới đây nó sẽ có một cái dòng gọi là dùng Apple Watch để mà mở khóa MacBook của bạn. Thì ở đây mình đã kết nối với hai chiếc Apple Watch. Thì hiện tại thì mình đang sử dụng Apple Watch SE nên là mình sẽ nhấn dấu tích vào cái chỗ Apple Watch SE nha. Các bạn sẽ đợi một xíu cho MacBook nó đồng bộ. Thì ok, sau khi mà các bạn tích lần đầu tiên thì MacBook sẽ yêu cầu các bạn nhấn mật khẩu. Nhưng mà mình đã có kết nối từ trước rồi nên là mình không cần phải nhấn mật khẩu của MacBook nữa. Thì các bạn cứ chỉ cần nhấn là xong thôi. Mình đã cài đặt xong rồi thì bây giờ mình sẽ thử xem là nó có xài được hay không nha. Bây giờ mình sẽ thử khóa MacBook của mình. Đó, MacBook đã được khóa rồi nè.
Bây giờ mình sẽ nhấn cancel. Đó. Vậy là MacBook của mình đã tự động mở mà mình không cần nhấn mật khẩu vô luôn. Thì mình thấy cực kỳ tiện và nhanh luôn á. Thì cái tính năng này sẽ rất là hữu dụng cho các bạn nào đang xài chung cái hệ sinh thái của Apple, ví dụ như là MacBook nè, iPhone nè, hoặc là Apple Watch. Và đó là cái tính năng sử dụng Apple Watch để mở khóa iPhone và MacBook. Thì cái tính năng này mình thấy sẽ rất là tiện dụng cho các bạn đang dùng chung một cái hệ sinh thái của Apple luôn. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn thông báo để ủng hộ những video tiếp theo của mình nha. Bây giờ thì bye bye.